với mẹ. Không, con ở nhà với ba. Mẹ sẽ cho con cuộc sống tốt nhất. Không. Tua áo con sò bà nào mà đổ vỏ? Tôi chịu trách nhiệm cho Tùng bữa nay thôi đó. Nó như con cáo, mày như chùm nho xanh à không hòn, nho xanh à không đen. Chào đón với chào dạng, cô Tuyết Như. Cháu nó tới rồi. Con chào bác. Chà, lớn lên càng lớn càng ngọt, càng xinh ha. Ba. Dạ, con chào bác Lễ. Ừ. Chào em. Tiếp cận. Tụi có thể mời Hiền đi xem phim được không? Thôi. Ngại không ấy, tao đi chung với mẹ cho vui. Không, em chỉ mời Hiền thôi. Cô lớn rồi, cô giữ ý tứ đi. Chào cả lớp, cô là Như, rất vui được biết các em. Tôi nghe mày nói là quen tao mắc cười quá. Ê cô á. Dạ thưa cô, theo tao thì, dạ không, ý tao là theo mày. Em là học sinh rất là ngu trong cái lớp này. Gì ở trường? Dạ thưa thầy, cái tác này em thay mặt gia đình tác nó. Ý tớ thích cậu. A hi hi. Nè, anh đừng hòng mà lấy vật chất ra để mua chuộc được tình cảm của cô Như. Anh nói rõ đi, tôi không hiểu. Ê mày giả điên hăng đầu quăng kìa. Cạnh tranh công bằng nha thằng nhau. Ôi, mày kiếm ai? Từ nay mày không được ở đây nữa. Tại sao? Tao thích mày. Cô chú ơi, ở đây có đến người. Ôi, quay. Chắc là mày quay rồi đó. Bữa nay đi làm ngày đầu tiên á, ở trên đó có gì vui không? Ở trường con dạy nhiều sinh viên lắm. Nhà có cá kho rồi mà mắm mắm hoài. Con được phân công dạy ngay lớp con Hiền luôn. Lớn rồi, mà bây giờ con về còn ngửa tay xin tiền ba nữa là làm sao? Đi về con còn gặp ngay cái thằng ôn dịch. Thứ mất dạy, không cho tiền rồi mày chửi tao ôn dịch hả?